thị trường chứng khoán nó lại là sao? Nó lại là cái kênh mà giúp cho các bạn, dù các bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ví dụ như chỉ cần là các bạn có cỡ khoảng 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu, nói chung có ít thì các bạn mua ít, có nhiều thì các bạn mua nhiều, nó vẫn giúp cho các bạn có cơ hội để tập tành đầu tư trên thị trường chứng khoán được. Đó là cái lý do mà bạn Lan Hương nói, và mình cho rằng nó rất là chính xác. Và các bạn biết không, có những có những em ở bên học sinh bên Mỹ đó, họ từ cái cấp 1, cấp 2 mà họ đã có tư duy về đầu tư chứng khoán rồi. Và khi mà những bạn đó bạn thích một cái món đồ chơi á các bạn, thì bạn nghĩ rằng là bạn sẽ không mua cái món đồ chơi đó, mà bạn sẽ là gì ạ? Bạn mua cổ phiếu của công ty mà sản xuất ra cái món đồ chơi đó. Có thể nói rằng là chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến rằng là một cái em học sinh, thậm chí là cấp 2 ở Việt Nam hay cấp 3 Việt Nam nghĩ đến vấn đề đó, đúng không? Nhưng mà ở Mỹ, các bạn cấp 1, học sinh cấp 1 thôi, họ đã biết nghĩ về cái việc đầu tư chứng khoán là như thế nào. Và tìm đến chứng khoán chỉ mong đổi đời. Chỉ mong đổi đời. Vậy thì đầu tư hay có không có thể kiếm tiền bằng những phương pháp khác, thì họ lại tìm đến với đầu tư chứng khoán. Và một cái lý do nữa đó là vì lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, thì hầu hết ngân hàng đã thực hiện cái chính sách đó là hạ lãi suất. Và đây cũng là một trong những cái nguồn vốn nó đã tạo cơ hội để cho người dân tiếp cận, và cái số tài khoản mà mở gọi là mở mới trong 2 năm vừa rồi tăng đột biến. Và và ngoài ra, ngoài cái lý do đó, thì chúng ta thấy rằng là cái năm 2020 đó, nếu như bạn nào bước vào thị trường chứng khoán khi mà cái tình hình thị trường chứng khoán lao dốc vào cái đợt dịch tháng 3 năm 2020, thì rõ ràng bây giờ cái số tiền mà trong tài khoản của các bạn nó đã gấp 2, gấp 3 lần. Tuy nhiên vào năm 2021, với cái bối cảnh mà Covid lần thứ tư, thì bức tranh kinh tế nó không được khả quan lắm. Vì vậy mà cái mức lợi nhuận từ thị trường chứng khoán ở trong cái giai đoạn này nó sẽ không đạt được như kỳ vọng của tháng 3 và tháng 4 2020. Tuy nhiên như bạn là Bùi Thị Lan Hương đã nói rằng đó, cái tốc độ sinh lời của cái thị trường chứng khoán á, nó nhìn nhận rất là sắc bén của bạn Hương. Của bạn Hương thì chúng ta thấy rằng đó, cái biên độ mà trên thị trường chứng khoán, biên độ mà mỗi ngày á, không biết các bạn đã xem chưa, thì với sàn thành phố Hồ Chí Minh nó là 7%, có nghĩa là một ngày khi mà các bạn mua chứng khoán mà giá cổ phiếu của các bạn tăng trần, có nghĩa là tăng hết biên độ, thì nó các bạn sẽ được lợi nhuận là 7%. Trong khi đó, cái lãi suất ngân hàng mà các bạn biết được rằng lãi suất một năm đó thì chỉ có bao nhiêu phần trăm, bây giờ nếu có cao lắm, một số ngân hàng gọi là có cao lắm thì nó cũng chỉ cỡ 6 6% đến 6.5%, còn thường bây giờ nó đã thấp hơn 6% rồi. Vậy cái câu trả lời rằng là nếu như chúng ta thực sự chọn mã cổ phiếu phù hợp đúng thời điểm và chúng ta đầu tư gọi là hiệu quả, thì một ngày các bạn có thể may mắn đạt được cái lợi nhuận đó là 7%, trong khi đó gửi lãi suất ngân hàng là một năm. Chính vì vậy mà đây là một cái kênh mà nó thu hút được rất là nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên nó có một cái mặt trái rằng là cái gì nó càng có nhiều lợi nhuận thì rủi ro của nó càng cao. Và cái rủi ro của nó càng cao thì dẫn tới các bạn cũng có thể lỗ 7% cho một năm. 7% cho một năm. Vậy thì để chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán, thì cái việc mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái môn này nó là cần thiết. Tuy nhiên là ở cái môn học thị trường chứng khoán này, thì phải nói rằng là cô sẽ không kỳ vọng nha các bạn, là các bạn sẽ đầu tư thành công đâu. Mà ở môn này cô chỉ mới dừng lại ở chỗ đó là cung cấp những cái kiến thức cơ bản cho các bạn về thị trường chứng khoán, hiểu về cách thức vận hành và hiểu được cái cách thức mở tài khoản và mua bán cổ phiếu trên cái bảng điện tử của các công ty chứng khoán như thế nào thôi. Và ngoài ra thì ở những cái năm trước đó, trước khi mà cô đi học Hàn Quốc đó, thì sau cái môn thị trường chứng khoán nó sẽ có một cái môn nữa gọi là phân tích chứng khoán nâng cao, gọi là Advanced Stock Market Analysis đó. Tuy nhiên là sau khi mà cô đi học, học 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 tiến sĩ ở Hàn Quốc vào năm 2013, thì khoa không
khoa không có, chứ không có người gọi là thay thế, do đó là đã bỏ cái môn đó ra. Thì thực ra là tới cái môn mà phân tích chứng khoán cao cấp đó thì nó mới trang bị cho các bạn cái gọi là cái kỹ năng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để chúng ta có thể gọi là đầu biết cách đầu tư một chút thôi. Đấy, và trước đây thì cái môn thị trường chứng khoán nó cũng trở thành cái môn bắt buộc của tất cả các chuyên ngành, nhưng mà sau khi cô đi rồi thì để cho nó linh hoạt trong cái hệ thống chương trình thì cái môn thị trường chứng khoán nó trở thành cái môn tự chọn. Nhưng cũng rất là may vì là các bạn vẫn nhận thức được cái sự cần thiết của nó nên là lớp chúng ta đã đăng ký cái môn này. Ngoài ra thì đáng lẽ học kỳ này nè là cô sẽ dạy thế cho cô Thu cái môn quản trị kinh doanh quốc tế, nhưng mà may quá lớp chúng ta chỉ đăng ký có 19 bạn thôi nên là môn đó đã được bỏ. Chính vì vậy là cô chỉ dạy, phải dạy một môn duy nhất của học kỳ này với các bạn, đó là môn thị trường chứng khoán. Thực ra môn quản trị kinh doanh quốc tế nó cũng khá là thú vị, tuy nhiên đó không phải là cái môn mà cô phải phải dạy ở khoa chúng ta, mà là cô Hà Thu. Tuy nhiên là cô Hà Thu vừa 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 vừa, vừa có cái quyết định đi học ở ISB dưới thành phố Hồ Chí Minh, thì vậy là cần một số môn cô không thể dạy nữa. Rồi, đó là cái lý do thứ hai của bạn Hương. Ngoài ra thì cô vẫn muốn nghe một cái quan điểm khác của một bạn đến từ lớp chúng ta, bởi vì nó có rất nhiều lý do liên quan tới môn thị trường chứng khoán này các bạn. Có bạn nào xưng phong không ạ? À rồi, mời bạn Nguyễn Thị Khánh Nguyên. Dạ, cô là em nghĩ em muốn học môn này tại vì trước giờ chúng ta ở Việt Nam thì cái khái niệm về thị trường chứng khoán nó thường gắn liền với rủi ro và ảo nhiều quá cô, cho nên em muốn thay đổi suy nghĩ của bản thân cũng như một số người khác. Ngoài ra thì giảm được cái rủi ro khi tiếp xúc với cái thị trường này. Ngoài ra thì cái việc mà học cái môn này nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải phân tích nhiều thành phần kinh tế, ví dụ như là các chỉ số kinh tế, thì nó sẽ giúp học lại được cái môn học trước đây và hệ thống kiến thức. Rất là cảm ơn bạn Nguyên. Cái ý của bạn Nguyên rất là đúng và nó cũng sẽ liên quan đến cái bài kiểm tra ngày hôm nay của các bạn đấy. Thì chúng ta thấy rằng là để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán thì nó có rất là nhiều quan điểm. Những người mà không biết về chứng khoán mà chỉ đầu tư chứng khoán theo phong trào thì người ta bảo rằng là những người đó đang tìm kiếm sự giàu có bằng giống như là một canh bạc á các bạn, giống như đánh bài vậy đó. Họ tìm đến thị trường chứng khoán như là một sự may rủi, và nếu như họ may thì họ sẽ giàu lên rất là nhanh chóng, nhưng nếu họ không may thì họ có thể tan gia bại sản. Vì vậy người ta nghĩ rằng là thị trường chứng khoán nó là như một canh bạc, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu như chúng ta hiểu về thị trường chứng khoán thì chúng ta biết giới hạn cái tỷ lệ phần trăm rủi ro hay là thất bại ấy. Bởi vì là nếu như các bạn thấy và các bạn lỗ, như ví dụ như cô khi đầu tư đi thì cô luôn luôn có một cái kỷ luật, đó là nếu như lỗ quá 15% cô sẽ cắt lỗ. Vậy thì làm gì có cái chuyện mà tan gia bại sản ở đây, có nghĩa là sau 15% nếu như mình biết mình lỗ và mình nghĩ nó có thể xuống nữa thì các bạn phải gọi là cắn răng, là phải, thực ra đầu tư chứng khoán nó đòi hỏi các bạn phải có tinh thần thép là một, thứ hai là phải có sự quyết đoán nữa, để biết để làm gì, để đến khi chúng ta lời ở một mức độ nhất định, ví dụ như là 15-20% thì các bạn bán đi, các bạn phải kỷ luật, chứ các bạn đừng có ham ở chỗ rằng là à nó sẽ còn lên nữa thôi mình cứ đợi nó đi. Không, cái đừng đừng có bị những cái tâm lý đó, nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái kỷ luật trong đầu tư chứng khoán. Và ngược lại, khi các bạn lỗ 15% thường các bạn sẽ không dám cắt lỗ đâu, mà các bạn nói rằng là thôi thì coi như mình trở thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ cũng được, mình cứ để đó rồi nó cũng sẽ lên. Không phải, nó không phải như bất động sản đất á, thì nhiều lúc á, nếu như các bạn chưa bán được các bạn cứ để lâu thì nó cũng lên thôi, vấn đề là nó không lên mạnh và lên nhiều như các bạn kỳ vọng. Còn chứng khoán á, không có nghĩa là cứ để lâu là nó lên, mà có thể là nó cứ xuống và xuống 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 mãi mãi. Thì rõ ràng các bạn, nếu mà các bạn không gọi là không có kỷ luật thì các bạn tan gia bại sản là có thật. Nhưng nếu như các bạn biết đưa ra một cái giới hạn dưới và một cái giới hạn trên cho mình thì các bạn sẽ không bao giờ bị rơi vào cái tình cảnh như mà như như cô vừa mới đề cập. Và ý bạn Nguyên nói rất là đúng ở chỗ, các bạn biết không?
để mà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bản chất của chúng ta sẽ là mua cổ phiếu của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Vậy cái một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta đưa ra quyết định mua cổ phiếu của công ty nào thì chúng ta phải đánh giá về cái tiềm lực tài chính, cái khả năng tạo ra lợi nhuận vân vân. Có nghĩa là chúng ta phải đọc được cái phân tích báo cáo tài chính và hiểu được các chỉ số của nó, đúng không? Bây giờ những chỉ số đó học chưa? Học rồi. Các bạn học môn cái gì nhỉ? Các bạn học những cái môn gì liên quan đến tài chính rồi? Minh ơi, hỏi lớp trưởng đi cho chắc. Em học những cái môn nào liên quan đến tài chính rồi? Dạ, quản trị tài chính doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô, hình như có ba môn đó là ba môn chính đó cô. Bên mình các bạn kỳ này các bạn có học môn phân tích đó, hoạt động kinh doanh không? Môn đó môn tự chọn. Cũng tự chọn luôn hả? Rồi các bạn đăng ký không? Em không có. Rồi rồi rồi, rồi cái môn quản trị dự án các bạn cũng học rồi đúng không? Kiểm toán cũng học rồi đúng không? Kiểm toán. Dạ rồi. Rồi, giờ chúng ta mới thấy là vấn đề như thế này. Cả những cái báo cáo tài chính của những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì đều phải đã được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán có uy tín. Cái đó là cái điều dĩ nhiên và hiển nhiên và họ phải làm. Đó là quy định của luật rồi. Vậy thì các bạn đã học được kiểm toán và các bạn biết được rằng là những doanh nghiệp ABCD đã kiểm toán là các bạn có thể tin tưởng về những cái báo cáo tài chính. Và những cái doanh nghiệp niêm yết trên sàn phải sao? Phải luôn luôn công bố các báo cáo tài chính đó vào đúng hạn. Vậy sau khi đã có những báo cáo tài chính đó thì chúng ta bắt đầu thấy rằng là sẽ phải tính ra được những cái chỉ số. Vì chỉ số đó có được ở đâu thì thường nha. Cô chỉ hỏi các bạn. Xin lỗi các bạn xíu. Cô xin phép các bạn 5 phút nghe, mở 2 phút nghe vì cô đang có cái điện thoại khá là quan trọng. Rồi, sorry các bạn, nói tới quay trở lại ha, thì cái việc mà học cái môn này vào học kỳ cuối nó là không phải vô cớ mà nó đòi hỏi các bạn sẽ phải có những cái kiến thức tổng quan từ cái môn quản trị dự án đầu tư để chúng ta biết được rằng là giả sử như một cái doanh nghiệp mà chúng ta đang muốn đầu tư cổ phiếu, họ vừa trúng thầu cho một cái dự án nào đó, vậy thì mình phải xem rằng là cái chỉ số NPV, IRR của cái dự án đó nó như thế nào để mình coi nó có tiềm năng hay không. Rồi, chúng ta sẽ, thực ra các bạn nên học cái môn phân tích hoạt động kinh doanh để các bạn hiểu được là cái tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó nó như thế nào. Và ngoài ra thì ở cái môn quản trị tài chính thì các bạn cũng đã học và các bạn đã biết được những chỉ số như EPS là gì đúng không? ROA là gì, ROI là gì, và các bạn phải biết được là những cái kiến thức đã học trong nền kinh tế, trong kinh tế vi mô và vĩ mô là lạm phát là gì, rồi lãi suất là gì, khi nào thì lãi suất tăng, khi nào lãi suất giảm, và lãi suất đó nó sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ra sao, vân 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 vân. Những cái ý đó thì cô cũng đã có để cho các bạn phân tích ở trong cái môn quản trị marketing, để các nhà quản trị marketing đưa ra những cái giải pháp và những chiến lược marketing rồi. Nhưng ở môn này thì mình lại xem cái góc nhìn của lãi suất ở một cái góc độ khác để chúng ta biết được rằng là có nên đầu tư chứng khoán hay không. Rồi, ngoài ra các bạn cũng có học về cái môn về quản trị nguồn nhân lực hay là môn quản trị nhân sự hay là cái môn về quản trị học. Thì một cái sự thay đổi trong cái cơ cấu của doanh nghiệp, một cái CEO mới lên chẳng hạn, cái CEO đó
có khối óc, có tài năng như thế nào thì nó cũng sẽ quyết định tới cái giá cổ phiếu đó tăng hay giảm. Hay nói cách khác rằng là tất cả những cái yếu tố, những cái môn học mà các bạn đã học đó và những cái thông tin liên quan đến những vấn đề đó thì nó đều tạo ra những hiệu ứng của giá cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán. Cô ví dụ thì nha, là hôm qua chúng ta vừa nghe một cái thông tin đó là Ireland họ từ chối cho nhập khẩu cái sản phẩm gì ấy. Không biết các bạn có đọc tin không, phải hỏi các bạn học chứng khoán là phải đọc tin liên tục. Đúng rồi, là họ đã từ chối nhận cái sản phẩm bánh cái gì mì tôm Hảo Hảo và một cái gói gút gì mà gọi là sản phẩm miếng hả, miếng không, của AC Food. Thì cái điều này nó sẽ dẫn đến cái gì các bạn? Điều này nó sẽ dẫn đến rằng là mọi người sợ rằng khi ăn mì tôm Hảo Hảo thì sẽ bị ung thư như cái cáo buộc của Ireland về sản phẩm mì tôm Hảo Hảo. Thì có phải là doanh số bán của mì tôm Hảo Hảo nó sẽ sụt giảm đáng kể, mà một cái tin đó thôi, chưa có một cái nguồn gọi là xác minh cuối cùng theo yêu cầu của chính phủ, thì cũng đã làm cho người dân chao đảo. Ví dụ như cô đây, cô không thường ăn mì tôm Hảo Hảo, nhưng ví dụ như thầy, thầy thích mì tôm Hảo Hảo, cô cũng sẽ không mua nữa, bởi vì là cô sợ rằng cái chất trong cái bảo vệ thực vật mà tìm thấy được trong mì tôm Hảo Hảo đó sẽ gây ra ung thư. Vậy cái doanh số giảm thì dẫn tới lợi nhuận giảm, mà lợi nhuận giảm giảm thì làm gì cổ tức tăng được. Chính vì vậy nó cũng là một trong những cái yếu tố làm cho giá cổ phiếu của cái sản phẩm mì tôm của công ty AC Food nó sẽ giảm, đúng không? Vậy đó là cô đang nói về góc độ của thị trường chứng khoán. Vậy góc độ của marketing là gì? Lúc này những người mà làm quản trị marketing của công ty AC Food họ sẽ phải làm gì? AC Cook, họ sẽ phải làm gì? Họ sẽ phải có một cái bộ phận gọi là PR, bộ phận truyền thông. Thực ra chúng ta có một cái môn PR nữa mà không biết là lớp chúng ta có học không thì cô cũng không nhớ, nhưng mà cô sẽ phụ trách cái môn đó. Thì cái môn cái lúc này cái bộ phận truyền thông của công ty AC Cook họ sẽ phải đứng ra lên tiếng về, có nghĩa giống như là mình sẽ phải làm, mình sẽ phải giải thích với công chúng để giúp cho họ hiểu được rằng là cái này nó vẫn chưa đi đến hồi kết, và những cái sản phẩm mà mì tôm Hảo Hảo sản xuất cho thị trường nội địa Việt Nam là hoàn toàn khác với những cái sản phẩm mà đang xuất khẩu ở Ireland. Thì đó là cái giải thích mà bộ phận PR của AC Cook vừa lên vừa 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 vừa, vừa lên báo để biện luận cho cái tình huống đó. Để làm gì? Để tránh cái sự hỗn loạn trong cái việc mà người tiêu dùng có một cái ấn tượng không tốt về mì tôm Hảo Hảo. Các bạn biết mì tôm Hảo Hảo là một trong những cái thương hiệu mà nó có cái doanh thu lớn nhất và gọi là áp đảo tất cả những cái thương hiệu mì tôm còn lại. Rồi, đó là cô nói cho các bạn ở hai góc độ. Vậy chúng ta thấy rằng là cái việc rút lại cái vấn đề nghe bạn nghe các bạn, tất cả những cái gì mà các bạn đã học ở tất cả các môn bây giờ, mình một lần nữa mình sẽ phải nhớ lại và liên tưởng để xem nó ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp đó, để làm gì, để chúng ta có thể có những quyết định đúng đắn khi đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đó là cái ý mà bạn Nguyên đã nói. Cảm ơn bạn Nguyên rất là nhiều. Còn lý do nào khác nữa không các bạn? Có bạn nào giơ tay không? Nguyên. Rồi. Còn những lý do mà chúng ta phải học và cô cho rằng nó cực kỳ quan trọng với tất cả các bạn đang tham gia cái lớp thị trường chứng khoán ngày hôm nay này. Giờ cô có một câu hỏi để gợi mở cho các bạn cái rồi các bạn Hân đã xưng phong trả lời. Nguyễn Châu Gia Hân, mời bạn Hân. Dạ thưa cô, là tại vì bây giờ có rất là nhiều cái kênh đầu tư khác nhau tại Việt Nam, cho nên là nếu như mà mình không biết rõ được các kênh đầu tư đó có uy tín hay không, hay là nó có thực sự để đầu tư hay không, thì mình phải học thị trường chứng khoán để mà mình biết được các kênh đầu tư nào nó có thể cho mình đầu tư vào đó, để mà mình không có bị rủi ro cũng như là không có bị lừa đảo. Rất là cảm ơn bạn Hân, may quá. Nhờ cái sự trả lời của bạn Hân mà cũng làm cô nhớ đến và phải nhắc nhở các bạn rằng là vì cái sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán nên là có rất là nhiều cái gọi là sàn giao dịch chứng khoán
gọi là ảo đi ha, nó đang lôi kéo tất cả các nhà đầu tư mới không hiểu biết về thị trường chứng khoán, nhưng thực ra những cái sàn mà họ yêu cầu chào mời các bạn tham gia thì đều là lừa đảo, và dẫn tới là các bạn lúc đầu các bạn có thể lời rất nhiều, xong sau đó các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền, hoặc là cái số tiền đó các bạn đầu tư vào các bạn cứ thấy nó lời 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 lời, nhưng đến khi các bạn rút tiền ra các bạn không thể nào rút ra được, bởi vì đó không phải là những sàn giao dịch chứng khoán chính thức mà được chính phủ chúng ta công nhận. Và gần đây này các bạn cô thì cũng nhận được rất là nhiều cái điện thoại đó, và các bạn chắc không biết có nhận được không, nhưng ví dụ như các bạn nghe những cái câu nói là xin chào các anh chị, em đang là nhân viên của công ty chứng khoán ABCD gì đó, và hôm nay thì em muốn tư vấn cho các anh chị một chút kiến thức về thị trường chứng khoán và mời các anh chị tham gia đầu tư gì đó. Đó là những thông tin đang lừa đảo nha các bạn, chứ không thôi hôm nay học thị trường chứng khoán xong rồi các bạn lại nghe một ai đó gọi xong rồi các bạn tham gia là rất nguy hiểm. Nên cái việc bạn Hân nói là hoàn toàn chính xác, có nghĩa là chúng ta học cái này để chúng ta giống như là hiểu biết, chúng ta có hiểu biết thì chúng ta sẽ không bị lừa, ở chỗ rằng là chúng ta sẽ phải biết mở một tài khoản chứng khoán như thế nào và những mã cổ phiếu nào đang giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bởi vì những cái sàn mà lừa đảo nó sẽ nói như thế này nè, các bạn có nhiều chiêu, nhưng có những một chiêu nữa là chắc có lẽ là anh chị biết về cổ phiếu của hãng Apple, có nghĩa là sản xuất là iPhone đó các bạn, hay là anh chị sẽ biết cổ phiếu của hãng xe ví dụ là Mercedes hay là BMW ví dụ vậy, và hiện nay thì cái cổ phiếu đó nó đang giá như vậy, các anh chị có muốn đầu tư này này này, này không? Mà rõ ràng chúng ta đang đầu tư trên thị trường chứng khoán thì làm gì có mã cổ phiếu của những cổ phiếu đó, mà những cổ phiếu đó lại là những cổ phiếu quốc tế trên cái sàn giao dịch gọi là New York Exchange. Vậy thì các bạn ở đây làm sao mà các bạn có thể tham gia đầu tư trên những cái sàn đó? Nên thường á, là nó lừa đảo. Vẫn có trường hợp là đầu tư được, nhưng với điều kiện là các bạn phải rất là giỏi và các bạn hiểu về cách thức vận hành của nó, rồi các bạn biết cách mở tài khoản trực, gọi là trực tuyến mà do chính bạn á nghe. Cô còn chưa làm được nữa, nên các bạn đừng có làm những cái việc đấy. À, và khi có cái rủi ro gì thì chúng ta sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Nên như bạn Gia Hân đã nói rằng là giúp chúng ta hiểu biết hơn để không bị lừa, không bị những cái sai lầm. Và thực tế thì cô có một người gọi là học trò đó đã bị lừa, đó là một cái chị ở dưới huyện Đạ Tẻ. Thì cái chị đó đã học đây môn thị trường chứng khoán rất là lâu rồi, từ những cái năm 2008 09 đấy. Thì tại cái thời điểm đó chị không có quan tâm nhiều về thị trường chứng khoán, học thì học rồi. Nhưng mà đến 2015 16 thì lại bắt đầu không biết nghe ai lôi kéo thì cũng tham gia đầu tư chứng khoán, nhưng mà lại đi thông qua đầu tư những cái sàn gọi là không chính thống, và người ta cứ ví dụ như là các bạn mới đầu vô 100 triệu, sau lời 150 triệu, nhưng sau các bạn lại lỗ 200 triệu nha. Nó bị vậy đó. Xong các bạn lỗ 200 triệu thì họ nói là thôi giờ nếu mà mình bỏ thêm vô cỡ khoảng mấy trăm triệu nữa thì có khả năng là mình sẽ thu hồi lại được vốn, và một thời gian sau nữa thì mình có thể nhân lên đôi số tiền. Đại khái cô không biết cái cách mà người ta gọi lừa đảo như thế nào. Nói chung cô chưa trải nghiệm nên cô không biết cái cách nó như thế nào, nhưng đại ý là như vậy. Và chị cứ bỏ tiền mãi thì đến lúc 1 tỷ thì chị không còn tiền nữa. Thế là chị mới gọi điện hỏi mình để là có nên là thế chấp nhà để tiếp tục đầu tư hay không. Thì lúc hỏi thì hổi ôi ra là chị đang bị lừa rồi, thì mình chỉ nói một câu là bây giờ thà chị mất 1 tỷ còn hơn là chị mất luôn một cái nhà, bởi vì đây không phải là một sàn giao dịch chứng khoán thật, và của một công ty chứng khoán lại gọi là được cấp quyền ở trên thị trường chứng khoán. Đấy. Rất là cảm ơn bạn Hân nghe, cô cũng quên mất nhắc nhở các bạn về cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn bạn Hân. Còn ý kiến nào khác nữa không? Còn một cái lý do mà chúng ta phải học thị trường chứng khoán rất là cần thiết mà chưa thấy bạn nào nói hết. Có bạn nào không? Giờ cô đặt ra một câu hỏi để gợi ý cho các bạn nha. Sau khi ra trường, các bạn sẽ làm gì? Các bạn dự định, các bạn giờ phải suy nghĩ rồi. Các bạn sẽ dự định là sẽ mở doanh nghiệp, hay là các bạn khởi nghiệp, hay là các bạn sẽ
sẽ đi phỏng vấn xin vào một cái doanh nghiệp nào đó, một cơ quan nào đó. Cô muốn nghe ý kiến của nó, tất cả các bạn. Nãy giờ cô chỉ mới thấy có một bạn nam, đó là bạn Phạm Văn Linh, là vừa có ý kiến thôi. Có bạn nam nào khác trong lớp chúng ta có ý kiến không? Các bạn biết điểm môn quản trị marketing chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Lớp mình điểm cao quá đúng không? Nên giờ cô đang hối hận đây. Cho các bạn điểm cao quá sợ các bạn học không đàng hoàng đây. Không biết môn này là nên cho điểm đúng hay là điểm cao các bạn? Dạ điểm cao cô. Thực ra là ở cái môn quản trị marketing cô cũng muốn tạo điều kiện cho các bạn để mình cải thiện điểm đó, bởi vì cái môn đó là cái môn bắt buộc nên là thôi trong cái khả năng của mình thì cô với lại lớp chúng ta học cũng rất là tốt, do đó là cô cố gắng cho một cái số điểm mà cao nhất có thể rồi. Còn cái môn thị trường chứng khoán này nè, cô sợ rằng là cho các bạn cao quá mà đến khi các bạn ra trường các bạn lại không biết gì về thị trường chứng khoán thì lại kỳ quá, nên là môn này cho đúng thôi nha. Giờ mời bạn Bùi Duy Hào. Dạ anh chào cô ạ. Bùi Duy Hào, theo Hào thì sau khi ra trường em sẽ làm gì? Dạ sau khi ra trường thì em có dự định sẽ xin việc vào ngân hàng. À, sẽ có dự định xin việc vào ngân hàng nào Hào? Dạ ngân hàng Agribank. Rồi, em đang có bố mẹ người quen ở ngân hàng Agribank. À, dạ có. Rồi, vậy cô hỏi em. Nếu như em dự định sẽ vào ngân hàng Agribank, thì em nghĩ rằng là học cái thị trường chứng khoán này nó có cần thiết không? Dạ có. Vì sao? Dạ vì ngân hàng thì là những công ty chứng khoán rất là nổi trội trên thị trường chứng khoán. À thì chúng ta biết được rằng là ngân hàng nông nghiệp cũng là một ngân hàng mà nó có công ty con gọi là ngân hàng nông nghiệp Agriseco. Trước đây cũng hay giao dịch ở Agriseco, nhưng mà vì cái hệ thống với lại dịch vụ của nó không tốt nên là cô không còn là khách hàng của Agriseco. Nhưng nói như bạn Hào rằng là nó có một cái mảng về công ty chứng khoán, và biết đâu nếu như em giỏi hoặc là em đam mê hoặc em thích về cái này thì em cũng có thể vào ngân hàng nông nghiệp và sau đó làm ở một cái bộ phận của ngân hàng Agriseco, công ty chứng khoán của ngân hàng Agriseco. Nhưng đó không phải là cái lý do quan trọng nhất, mà là sao? Mà ngân hàng Agribank, nếu một ngày nào đó nó niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì sao? Thì sao nào? Dạ, nếu như ngân hàng Agribank có niêm yết thì em sẽ tìm hiểu chứng khoán của Agribank và sẽ đầu tư vào nó. Ừ, đó cũng là một lý do, nhưng cái lý do quan trọng hơn đó là như em đã là một nhân viên của ngân hàng Agriseco, em sẽ có cổ phiếu của ngân hàng không phải Agriseco, em là nhân viên ngân hàng của Agribank, em sẽ là cổ đông, em sở hữu cổ phiếu của ngân hàng Agribank, em sẽ là cổ đông của ngân hàng Agribank. Thì cái việc mà em muốn biết rằng cổ phiếu của mình nó tăng hay giảm giá, hay là cái hiệu quả hoạt động ở cái ngân hàng mà em đang làm đó nó tốt hay không tốt, để em biết được rằng là nó có một cái cách để cho chúng ta có thể kiếm được tiền ngoài cái tiền lương nhận hàng tháng, đó là gì? Đầu tư cổ phiếu vào chính cái ngân hàng mình đang làm, đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ. Rồi còn một lý do nào khác nữa không? Đó là thường ví dụ khi các bạn đang là nhân viên của một cái công ty hay một cái ngân hàng đó, thì đôi lúc người ta trả cổ tức hoặc là thưởng cho các bạn bằng cổ phiếu thưởng. Vậy các bạn mà không học chứng khoán, các bạn chẳng hiểu cổ phiếu thưởng là gì, sao thưởng mà không có tiền mà chỉ có một cái tờ giấy thôi. Vậy thì các bạn phải biết cách để làm sao vậy biến cái cổ phiếu thưởng của mình nó thành tiền để các bạn có thể tiêu xài được, đúng không? Rồi ngoài hơn thế nữa, người ta sẽ có nhiều hình thức khác nhau, ví dụ cổ phiếu thưởng hay là nó sẽ phát hành gọi là cái gì nhỉ,
trái phiếu chẳng hạn, thì em cũng phải biết là à có nên mua trái phiếu không, rồi trái phiếu chuyển đổi là gì, vân vân. Đó tức đó là tất cả những cái lý do mà chúng ta phải tìm hiểu về chứng khoán và phải biết về nó. Đó chỉ là một khía cạnh rất là nhỏ thôi, còn một khía cạnh rất là lớn lý do vì sao phải học thị trường chứng khoán. Mời bạn Nguyễn Quang Huy. Dạ, dạ cô. Rồi. Dạ. Huy Huy xem có một cái lý do nào nữa mà mình phải nên biết về thị trường chứng khoán phải học không ạ? Dạ, cô thì theo em nghĩ thì khi học môn thị trường chứng khoán ra thì nó cũng sẽ giúp mình có thêm một cái gọi là cái nghề để mình có thể xin vô những công ty mà chuyên về hiểu về thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn Huy. Thực ra các bạn biết không là không biết là khi tư vấn tuyển sinh đó, thì các thầy cô có nói đến không, nhưng thực ra là có rất là nhiều sinh viên của khoa ta, mà đặc biệt là sinh viên do cô dạy, thì sau khi mà học cái môn thị trường chứng khoán này thì tại cái thời điểm mà vì cô dạy lâu quá rồi, có nghĩa là vào những cái thời điểm từ 2003 hay lại xin lỗi 2006 2007, khi mà các bạn học thì lúc đó thị trường chứng khoán nó còn non trẻ, thì lúc mà ra trường thì cái cơ hội nghề nghiệp cho cái môn thị trường, cho cái thị trường chứng khoán nó rất là cao, bởi vì cái nhu cầu về những cái nguồn nhân lực về thị trường chứng khoán trong cái thời điểm đó rất là thiếu. Chính vì vậy mà các bạn đã vào những cái vị trí của mới đầu chỉ là môi giới của các công ty chứng khoán, nhưng bây giờ đã nó giữ những cái vị trí rất là cao trong công ty chứng khoán. Và bây giờ thì ngược lại, những bạn đó lại tư vấn ngược lại cho cô chứ không phải là cô nhé. Ngày xưa thì cô chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản thôi, nhưng mà sau một cái quá trình làm việc và công tác thì mười mấy năm, và ngày nào các bạn cũng làm về chứng khoán, nên là các bạn rất là yên tâm, và hiện nay cung cấp đôi là tư vấn ngược lại cho cô trong cái thị trường chứng khoán. Và nói như vậy để thấy rằng là bây giờ này không phải là nó đã hết về nhu cầu, tuy nhiên là cái sự cạnh tranh của nó cao hơn. Và nếu lựa chọn giữa cái việc làm ngân hàng và công ty chứng khoán, mà công ty chứng khoán lớn á, thì cô vẫn thấy rằng là cái việc xin vào, apply vào cho một công ty chứng khoán nó vẫn gọi là nó tạo ra nhiều cái dư địa cho chúng ta phát triển hơn là vào ngân hàng. Vào ngân hàng thì nó sẽ cho các bạn một cái đồng lương rất là ổn định, và cũng nói chung là cũng cao, nếu như Agribank vào là cũng cao bởi vì tiền lương khá cao. Nhưng nếu mà vào ngân hàng, mà vào những cái ngân hàng thương mại cổ phần như là HD Bank, hay là bởi vì sinh viên mình làm HD Bank cũng nhiều, BV Combank chẳng hạn, hay là SHB hay Military Bank, thì thật ra lương ở những cái ngân hàng đó nó không cao. Nếu vậy thì chúng ta nên apply vào những cái công ty chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta làm trong đó, ngoài cái đồng lương ra thì các bạn còn có cơ hội giống như là vừa làm tay trái, gọi là sao ta, vừa 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 từ lương và vừa từ cái việc đầu tư, bởi vì khi các bạn làm trong công ty chứng khoán các bạn sẽ có rất là nhiều thông tin cũng như là nhiều cái sự trợ giúp, hoặc là nói chung là các bạn có nhiều, nhiều cái thông tin để giúp mình đưa ra cái quyết định đầu tư phù hợp. Thì cái việc mà các bạn đầu tư hiệu quả nó còn gấp mấy lần cái tiền lương hàng tháng mà các bạn nhận được, thì đó cũng là một cái hướng mà cô muốn những cái bạn mà xuất sắc á, thực ra là phải xuất sắc, thì nên đi đi theo cái hướng đó là xin vào những công ty chứng khoán. Ngoài ra thì chúng ta có thể xin vào những cái công ty về quản lý quỹ. Học cái môn này các bạn sẽ biết về quỹ đầu tư chứng khoán nữa. Nó có một kênh đầu tư mà rất ít người biết, đó là quỹ đầu tư chứng khoán. Nó có quỹ đóng và quỹ mở. Có nghĩa là chúng ta có rất là ít tiền chẳng hạn, nhưng mà mỗi tháng các bạn sẽ bỏ tiền vào đó bao nhiêu tùy. Và sau đó người ta sẽ đại diện cho các bạn đầu tư. Và thường thì cái tiền mà họ trả cho các bạn, hay mình cứ nói là lợi tức đi, bao giờ nó cũng phải cao hơn lãi suất ngân hàng. Chính vì vậy sau khi học môn thị trường chứng khoán rồi thì không có lý do gì mà chúng ta gửi tiền vào ngân hàng cả các bạn. Có thể bố mẹ các bạn không được tiếp cận với cái môn thị trường chứng khoán, chúng ta không biết về nó, hay là thì chúng ta mới gửi tiền vào ngân hàng. Còn với cô chưa bao giờ có tiền gửi ở ngân hàng hết, mà cô chỉ luôn luôn là con nợ của ngân hàng. Bởi vì khi là sinh viên kinh tế, và đặc biệt khi mà chúng ta có một cái đầu óc về quản lý tài chính,
và đặc biệt là quản tính lý tài chính cá nhân chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết là làm sao để phân bổ tiền của mình một cách hiệu quả và làm cho cái số tiền đó sinh sôi nảy mở nở. Và cái việc mà chúng ta sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư vào những kênh đầu tư khác sinh lợi hơn, có nghĩa là các bạn đang biết sử dụng đòn bẩy tài chính của chính ngân hàng rồi. Và các bạn đã không bị ngân hàng lợi dụng. Tại sao? Cô dùng từ nó hơi thô, nhưng bản chất của các ngân hàng thương mại là gì? Đó là họ huy động vốn của các người dân. Họ huy động vốn, xong sau sau các bạn, họ lại sử dụng cái vốn đó cho vay lại những người khác, và họ ăn cái phần chênh lệch từ cái lãi suất đó. Vậy tại sao chúng ta là những sinh viên kinh tế, là những người có đầu óc kinh doanh, thì các bạn sẽ không làm cái điều đó, mà ngược lại các bạn sẽ phải vay vốn ngân hàng để các bạn đi đầu tư vào những cái lĩnh vực khác để nó tạo ra một cái nguồn lợi nhuận lớn hơn, xong sau đó các bạn lấy tiền đó các bạn trả lại ngân hàng. Không hiểu các cô rất là mong các bạn nhớ cái ý niệm này. Tuy nhiên mình nó có một cái rủi ro, đó là các bạn phải tính được rằng là cái dòng tiền á, gọi là cash flow á, cái này các bạn học trong môn quản trị tài chính rồi, mình phải tính được cái dòng tiền trong một tháng các bạn có bao nhiêu, và cái cash flow đó nó phải cố định nha, để nó có thể đảm bảo trả được cái số tiền lãi mà các bạn vay. Nhớ nhớ cái yếu tố đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý tài chính hiệu quả. Ngoài ra thì chúng ta phải thấy những vấn đề như thế này nè. Trong giai đoạn hiện nay, nên để mà hỗ trợ cho cái sự phát triển nền kinh tế thì buộc cái chính phủ phải yêu cầu các ngân hàng đang hạ lãi suất. Hiện nay bốn cái ngân hàng lớn là Big Four, Vietcombank, Vietinbank, Agribank và cũng nói tới đâu về Vietin Agri, BIDV thì họ đang tiến hành là hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là những cái doanh nghiệp mà đang kinh doanh trong những lĩnh vực mà bị thiệt hại do Covid. Và ngoài ra họ cũng hạ lãi suất, không phải cho những doanh nghiệp đó mà hạ lãi suất chung luôn các bạn, để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Vậy thì nó là cơ hội cho những ai có đầu óc. Tôi nghĩ nếu các bạn có đầu óc và các bạn có thể đi vay được, cô chưa biết các bạn có khả năng đi vay, cô không biết nha, cái này tùy vào mỗi người, thì các bạn có thể đi vay được và các bạn đầu tư vô một cái gì đó mà các bạn thấy rằng là suất sinh lời của nó hơn lãi suất ngân hàng, thì chúng ta có thể làm. Có thể làm. Thì ngày xưa khi mà cô giống như các bạn thì cô đã kể các bạn ở trong một quản trị marketing rồi, có nghĩa là cô phải khởi nghiệp và cô làm một cái lĩnh vực hồi đó là dịch vụ vệ sinh nhà cửa, thì cái dịch vụ đó nó sẽ là giúp cho cô có một cái nguồn cash flow. Và mình phải nhớ là cái nguồn tiền mặt đó nó phải là cố định và phải tính cái số tối thiểu, chứ đừng có tay là tính số tối đa rồi nó không được cái số tối đa rồi là các bạn lại gồng lãi là rất là mệt. Xong sau đó các bạn sẽ đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản gì vân vân. Thực ra cô may mắn ở chỗ là từ cái thời đó thì mình đã biết cái cách thức quản lý tài chính cũng như đầu tư vào những cái kênh hiệu quả, thì nó mới tạo ra được một cái một ít tài sản cho mình từ bây giờ. Và khi mà các bạn có được cái đó thì nó lại là đòn bẩy để cho các bạn đi xa hơn. Và trong giai đoạn dịch bệnh này các bạn sẽ để ý nha, nếu như mà bạn nào làm sau này quan tâm về bất động sản thì chúng ta sẽ thấy đây là cái thời điểm cái đại dịch lần thứ tư này mới là cơ hội vàng để đầu tư bất động sản. Còn như một cái lần hội thảo với khoa của chúng ta vào năm ngoái vào tháng 3, khi mà đại dịch vào tháng 4 chứ, thì lúc đó cô có phân tích cho các thầy cô trong khoa về thị trường chứng khoán và những cú sốc, để cho mọi người thấy được rằng là nên có trong cái giai đoạn đó có nên đầu tư chứng khoán không. Và đến nay thì mọi người phải thừa nhận rằng là tại thời điểm đó cô đã phân tích đúng. Và thời điểm đó thì cô nhớ rằng ai? Thầy Đức hả? Thầy Đức có nói rằng là đây đáng lẽ giai đoạn này là giai đoạn phù hợp để đầu tư vào bất động sản. Thì cô nói rằng là có thể đúng, nhưng quan điểm cá nhân của cô thì cô nghĩ rằng đây chưa phải là thời điểm để đầu tư bất động sản. Cái lý do của năm ngoái là vì chúng ta mới trải qua cái đợt dịch đầu tiên của Covid thứ 19, thì cái khả năng tài chính cũng như là cái sự trợ giúp từ nền kinh tế của chính phủ cho các doanh nghiệp là còn có khả năng, nên
các doanh nghiệp họ thực sự chưa chết và cái dịch bệnh nó chưa kéo dài nên họ vẫn có thể sống lay lắt, hay nói khác là họ chưa đến mức và phải bán tống bán tháo tài sản và họ chưa áp lực về việc trả nợ. Chính vì vậy là lúc này cái thị trường bất động sản nó chưa phải là đáy, hay nói khác là nó chưa giảm, nên chưa phải là thời điểm để đầu tư bất động sản. Và tôi nghĩ rằng là dịch đó, nó sẽ không phải chỉ có một làn sóng này đâu. Và đúng như vậy các bạn, bây giờ là lần thứ tư rồi đúng không? Thì cái lần của nó là dịch nó chỉ kết thúc khi thực sự mà bắt đầu có vaccine. Và quả là như vậy, thì bây giờ đã có vaccine và cô nghĩ rằng là năm 2022 nó sẽ kết thúc cái Covid thứ 19 này bằng việc là chúng ta có vaccine, tiêm vaccine. Có nghĩa là Covid vẫn có thể bị bệnh nha các bạn, nhưng có nghĩa là chúng ta có thể kiềm chế và kiểm soát mà nó không tạo ra một cái hệ lụy cho nền kinh tế như bây giờ. Thì đến bây giờ cái giá trên thị trường bất động sản, cái giao dịch trên thị trường bất động sản giai đoạn này á, nó cũng thấp hơn ít nhất là 5% so với năm ngoái. Nói như vậy để cho các bạn thấy được rằng là nếu như chúng ta có những cái khả năng về phân tích vĩ mô, vi mô và hiểu về các thị trường thì các bạn sẽ tạo ra được một cái kênh đầu tư có hiệu quả. Và ba mẹ bạn nào mà đang có tiền đó, các bạn có thể nói ba mẹ các bạn nghiên cứu về thị trường bất động sản của Đà Lạt hay Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, nó cũng khá là phù hợp. Bởi vì sau dịch thì cái khả năng, cô không nói thị trường chung về bất động sản của cả nước nha các bạn, bởi vì là cái thị trường chung bất động sản cả nước nó sẽ chịu nhiều tác động của mỗi một khu vực, mỗi một cái thành phố mà bị dịch nữa. Thì cô đang nói tới Đà Lạt, thì một cái điểm sáng của Đà Lạt là gì, là dù sao nó vẫn gặp được nhiều may mắn hơn so với những cái tỉnh thành khác, là cái Covid nó không thực sự nghiêm trọng. Nếu như ba cái đợt dịch trước thì Nha Trang và Đà Lạt có nhiều điểm tương đồng, có nghĩa là không bị dịch tàn phá nhiều về mặt kinh tế, cũng như là không phải thực hiện giãn cách xã hội nhiều. Thì đến bây giờ các bạn thấy là Nha Trang nó đã hoàn toàn khác so với Đà Lạt và nó với Lâm Đồng, nó đã bị cái số lượng ca Covid tăng khá là đáng kể, và hiện giờ họ vẫn chưa kiểm soát được, dẫn tới cái nền kinh tế của Nha Trang nó đang đình đốn. Vậy thì cái thị trường bất động sản của Nha Trang sau dịch chắc chắn nó sẽ không được như ở Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt vì người ta cảm thấy được cái sự an toàn của nó trong đại dịch, và ngoài ra đó là cái tình hình thay đổi về khí hậu, nó đã làm cho khí hậu cũng như là cái ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy nó làm cho những người ở miền Tây, không biết các bạn có để ý không, họ đang tràn lên, họ không làm được nông nghiệp nữa thì họ bắt đầu đi tìm những vùng đất mới, đó là Đà Lạt. Nên gia đình bạn nào mà đang có những đất đai ở những cái khu vực mà có thể làm nông nghiệp với diện tích lớn thì tôi nghĩ rằng là cái giá trị nó đang tăng lên rất nhiều, và sau dịch nó sẽ còn tăng nữa. Thì vì học môn thị trường chứng khoán nên cô vẫn phải nói những cái kênh mà nó có liên quan. Bởi vì các bạn biết không, một trong những cái lý do mà chúng ta học thị trường chứng khoán để chúng ta giúp cho cái việc quản lý tài chính cá nhân của chúng ta hiệu quả hơn, và giúp cho chúng ta làm sao cái đồng tiền chúng ta sinh sôi nảy nở. Vì sao cô lại nói như vậy? Ví dụ như giả sử như các bạn làm một tháng, cô ví dụ các bạn ra trường, các bạn làm một tháng lương là 10 triệu. Và để các bạn có thì các bạn mỗi ngày đi, các bạn đang muốn tiết kiệm một ngày, các bạn chỉ gọi như là sáng ăn bánh mì, chiều trưa ăn cháo, tối không, trưa ăn xôi, tối húp cháo, ví dụ vậy. Để một ngày các bạn tiêu xài rất là ít tiền và các bạn có được một cái khoản tiền tiết kiệm. Sau đó các bạn có một cái khoản tiền tiết kiệm, các bạn lại bỏ vào ngân hàng để các bạn mỗi tháng các bạn hưởng lãi. Thì về cơ bản mọi người đều có một cái suy nghĩ chung rằng là cứ mỗi tháng là chúng ta sẽ có chừng này tiền, các bạn nhân ra là các bạn sẽ có gọi là một ít tiền gọi là lợi tức mỗi tháng. Và các bạn cứ lấy tiền đó các bạn cộng 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 ra, các bạn nghĩ rằng là cái số tiền trong tài khoản của mình nó đang tăng lên đấy chứ. Nhưng các bạn nhớ rằng là mình đã học lãi suất thực thì bằng cái gì các bạn? Cái này cô phải hỏi lại các bạn này, cái này các bạn học rồi, lãi suất thực thì bằng cái gì? Đinh Thị Quỳnh Hoa, lãi suất thực thì bằng cái gì em? Dạ thưa cô, lãi suất thực thì
bằng lãi suất danh nghĩa và trừ đi lạm phát ạ. Đúng rồi, cảm ơn em rất giỏi. Có nghĩa là lãi suất thật thì sẽ bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi cho lạm phát. Thì tất cả những cái lãi suất mà chúng ta đang thấy ngân hàng niêm yết công bố thì nó có là lãi suất danh nghĩa. Nhưng mà chúng ta đâu có tính tới cái mức lạm phát đúng không? Nên các bạn khi gửi tiền vào ngân hàng các bạn cứ nghĩ nó đang sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu như tôi giả sử cái lạm phát năm 2022 2021 đi. Cô cho là lãi suất bây giờ chung là 5.9%. Mà nếu như cái lạm phát năm 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 2001 sau khi chúng ta thống kê là 5%. Vậy thì lúc này lãi suất thật có 0.9%. Có đúng không? Vậy các bạn thấy rằng là các bạn gửi tiền ngân hàng trong một năm đâu có được bao nhiêu. Tiền nó tăng lên đó nhưng sao? Cái chỉ số nhưng mà cái gì? Cái số tiền hay là cái sức mua để mua một cái hàng hóa lúc này nó giảm đi rồi. Cô lấy ví dụ nha, nói đơn giản không cần hiểu gì hết. Thì một cái cô bán bánh mì đi, ví dụ ở ngã năm đại học, ngày 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 xưa các bạn ở năm nhất các bạn mua, cô ví dụ thôi, nó chỉ là 10.000 một ổ, cô ví dụ vậy. Nhưng mà 3 năm sau hay 4 năm sau cũng ở ngã năm đại học, cũng cô bán hàng đó, một ổ bánh mì nó đã lên 15.000 rồi, đúng không? Nó là sự